Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ cấm địa với vũ khí Washington, dù cho phép Ukraine dùng để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine tấn công phá hủy tàu Nga ở Crimea trong đêm. Ahmad hé lộ kế hoạch san phẳng lực lượng mới của Ukraine trong trận chiến quyết định. NATO khai mạc cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử ở biển Baltic với hơn 30 tàu chiến và 4.000 quân. Kiev cập nhật tình hình tiền tuyến. Mỹ không gửi cố vấn quân sự tới Ukraine. Thương vong khủng khiếp, các nhà xác đang quá tải sau cuộc tổng tấn công đẫm máu của Israel vào dải Gaza. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin bất ngờ về tổn thất của Ukraine. Tổng thống Joe Biden nói Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News hôm 6 tháng 6, Tổng thống Biden xác nhận các lực lượng Kiev được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng chỉ được sử dụng ở gần biên giới, nơi vũ khí Nga ở trên lãnh thổ Nga chuẩn bị tấn công vào các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Ông Biden cho biết, chúng tôi không cho phép tấn công xa hơn 320 km vào lãnh thổ Nga và chúng tôi không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow, vào Điện Kremlin. Vào tháng 5 năm 2023, Nga cáo buộc Ukraine muốn tấn công Điện Kremlin. Vào thời điểm đó, các quan chức Nga tuyên bố 2 máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị vô hiệu hóa ở trung tâm Moscow. Và vụ tấn công bất thành này được cho là âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Biden cho biết ông lo ngại về phản ứng của Tổng thống Putin trước những sự thay đổi trong chính sách của Mỹ về các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga trước đó cho rằng quyết định này là sự xác nhận của các nước phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU đã công bố những hình ảnh một tàu kéo của Nga ở bán đảo Crimea bị phá hủy trong cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 6 tháng 6. Theo Pravda, vụ tấn công do lực lượng đặc nhiệm số 9 của DIU thực hiện nhằm vào tàu kéo thuộc dự án 498 Saturn Protei của Nga. Phát ngôn viên DIU Andriy Yusov đã xác nhận vụ tấn công xảy ra vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương. Ông cho biết thêm, vụ tấn công được thực hiện sau khi Ukraine đột phá thành công hàng rào phòng thủ của quân đội Nga ở Biển Đen. Truyền thông ở Crimea cũng đã đưa tin, người dân đang nghe thấy tiếng nổ ở gần làng Chornomorsk trên bán đảo vào lúc sáng sớm. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. TASS đưa tin, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat Alaudinov, Nga sẽ có thể tiêu diệt lực lượng mà lực lượng vũ trang Ukraine mới tập hợp. Vị sĩ quan này nói, tôi sẽ không rời xa những gì mà tôi đã nói trước đây. Tôi tin rằng năm 2024 này sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga. Alaudinov cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Ông hứa sẽ làm mọi cách để đảm bảo hoạt động quân sự kết thúc vào năm 2024. Theo Alaudinov, người chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình hoạt động. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin đã gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt này là một biện pháp bắt buộc. Nga không còn cơ hội để làm khác. Rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. Quân đội Litva cho biết cảng Klaipėda sẽ là nơi hoạt động của hơn 30 tàu chiến NATO với hơn 4.000 binh sĩ hải quân đánh bộ, không quân hải quân và các lực lượng đặc biệt khác của hải quân. Đưa tin từ châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 5 tháng 6 đã tổ chức lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Bantops 2024 do Mỹ dẫn đầu tại cảng Klaipėda của Litva.
Bantop 2024, cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay ở biển Baltic, có sự hiện diện của 12.000 binh sĩ từ 19 quốc gia thành viên NATO, trong đó quân đội Thụy Điển lần đầu tiên tham gia kể từ khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương. Quân đội Litva cho biết cảng Klaipėda sẽ là nơi hoạt động của hơn 30 tàu chiến NATO với hơn 4.000 binh sĩ hải quân đánh bộ, không quân hải quân và các lực lượng đặc biệt của hải quân. Tổng cộng có 50 tàu chiến, 25 máy bay quân sự và 60 trực thăng tham gia cuộc tập trận Bantop 2024. Nguyên soái không quân John Stryker, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân NATO tại Ramstein, Đức, nhấn mạnh rằng Bantop 2024 là sự thể hiện khả năng nhạy bén của các đồng minh NATO trong môi trường an ninh đầy biến động thông qua việc thực hiện những hoạt động đa lĩnh vực để duy trì một khu vực Baltic ổn định. Tổng tư lệnh Ukraine cho rằng quân đội nước này có cơ hội thay đổi tình trạng khó khăn ở tiền tuyến. Mỹ không gửi cố vấn quân sự và binh sĩ tới Ukraine. Theo Kiev Independent, trong ngày 5 tháng 6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky đã đưa ra những nhận định mới nhất về diễn biến trên tiền tuyến. Ông nói, tình hình ở mặt trận phía đông vẫn còn rất khó khăn. Tuy vậy, quân đội Ukraine đang làm mọi thứ để có thể biến khó khăn trở thành lợi thế. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là ngăn chặn đà tiến của đối thủ, đồng thời buộc họ phải quay sang phòng thủ. Tổng tư lệnh Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở Volchan và Kupiansk, hai khu định cư có vị trí chiến lược ở vùng Kharkov. Chúng tôi đang cầm chân và cố gắng gây ra tổn thất tối đa cho quân đội Nga ở Volchan. Đây là tiền đề để giành lại phần lãnh thổ đã mất. Hãng thông tấn TASS ngày 5 tháng 6 cũng cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thông báo rằng Washington không có kế hoạch cử cố vấn quân sự hay binh sĩ tới Ukraine. Tuy vậy, Mỹ vẫn sẵn sàng mở rộng việc huấn luyện binh sĩ Ukraine tại các nước thành viên NATO. Ông Sullivan cho biết, chúng tôi đã nói nhiều lần, Mỹ không có ý định gửi cố vấn quân sự hay binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ cho quốc gia Đông Âu. Chúng ta đã làm điều này tại Đức và Washington sẵn sàng mở rộng hoạt động này. Khi được hỏi về thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang xem xét về việc cử cố vấn quân sự tới Ukraine, quan chức Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ thảo luận lại vấn đề này với Pháp. Al Jazeera ngày 5 tháng 6 đưa tin, các nhà xác đang quá tải và bệnh viện đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng thương vong gia tăng ở Deir el-Bala khi ít nhất 66 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Do các cuộc tấn công dữ dội cả trên không lẫn trên bộ của Israel vào trung tâm Gaza. Israel tuyên bố lực lượng mặt đất của họ đã đổ bộ vào trại tị nạn ở Buray ở Deir el-Bala, trung tâm Gaza, trong khi máy bay chiến đấu và pháo binh tấn công các mục tiêu trong khu vực. Trong bản cập nhật chiến sự mới nhất, quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đang tăng cường tấn công ở trung tâm Gaza, bao gồm các trại Buray và phía đông Deir el-Bala, nơi họ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích trước đó nhằm tiêu diệt các chiến binh Hamas dựa trên thông tin tình báo. Theo Al Jazeera, tổng cộng có 75 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở trung tâm Gaza trong 24 giờ qua. Những người đã thiệt mạng chủ yếu từ các cuộc tấn công đẫm máu và các trại tị nạn Buray và Maghazi, đông dân cư, cũng như các khu vực lân cận phía đông Deir el-Bala. Các quan chức bệnh viện Al-Aqsa, cơ sở y tế duy nhất còn hoạt động trong khu vực, hiện đã quá tải vì một số lượng lớn thương vong được đưa tới đây. Theo Al Jazeera, đó là một buổi sáng bi thảm ở khu vực trung tâm Gaza sau cuộc tấn công quân sự của quân đội Israel vào trại Buray. Trại Buray là một trong những nơi đông dân nhất ở khu vực trung tâm Gaza. Khi tới bệnh viện Al-Aqsa, các phóng viên Al Jazeera đã bị sốc trước số lượng thương vong do cuộc bắn phá suốt đêm và sáng sớm của Israel. Công cuộc bắn phá vẫn chưa dừng lại cho đến bây giờ, hàng chục người đã thiệt mạng. Các nguồn tin y tế ở Deir el-Bala đã cho biết các nhà xác đã chật kín người và họ đã phải vật lộn để đối phó với số lượng thương vong gia tăng. Bệnh viện đang phải làm việc gấp 3 lần công suất. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 6 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang mất ít nhất 50.000 quân nhân mỗi tháng, gấp 5 lần so với quân đội Nga. Ông Putin đã nói chuyện với các phóng viên của hãng thông tấn quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Peterburg rằng theo ước tính của tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng. Ông đồng thời cho biết thêm rằng tỷ lệ thương vong và không thể phục hồi là khoảng 50-50. Dù không nêu rõ số lượng thương vong của Nga, ông Putin cho biết tổn thất không thể khắc phục ít nhất 5 lần so với những gì lực lượng Kiev phải gánh chịu.
Tổng thống tiết lộ hiện có 1.348 quân nhân Nga bị giữ ở Ukraine như tù nhân chiến tranh, trong khi 6.465 quân nhân Ukraine đang bị giam giữ. Ukraine có khả năng huy động 30.000 quân mỗi tháng và không có nhiều tình nguyện viên. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng điều đó không giải quyết được vấn đề, tất cả những người mà họ có thể huy động đều đi thay thế những tổn thất trên chiến trường. Ông Putin nói thêm rằng có một bí mật mở ở Ukraine rằng nỗ lực hạ thấp độ tuổi nhập ngũ đến từ Mỹ. Vào tháng 4, Kiev đã sửa đổi quy định cho phép nhập ngũ ở độ tuổi 25, giảm so với ngưỡng trước đó là 27. Theo ông Putin, Washington muốn sửa lại thành 23, sau đó là 18 hoặc có thể trực tiếp lên đến 18 và đã thuyết phục Ukraine yêu cầu thanh niên 17 tuổi đăng ký động viên. Theo chỉ thị từ Cục Điều tra Nhà nước SBI gửi Tổng tư lệnh AFU, ông Alexander Sinsky được công bố hôm thứ Tư, tình trạng thiếu quân trầm trọng ở tiền tuyến đã khiến cho Kiev phải cân nhắc việc tiếp nhận những người đào ngũ và chọn quay trở lại chiến trường. Trong diễn biến khác liên quan, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sinsky cho biết tình hình ở mặt trận vẫn còn rất khó khăn đối với Kiev. Một ấn phẩm trên kênh Telegram của ông cho biết tình hình vẫn còn khó khăn do cường độ đối đầu cao. Quân nhân Ukraine chỉ ra những khó khăn ở khu vực Kupiansk, nơi quân đội Nga đang xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine từ hai hướng. Ông Sinsky cũng tuyên bố rằng tiếp tục tiến về các hướng Kurakovsky, Pokrovsky và Kharkov. Đầu tháng 5, Phó Cục trưởng Cục tình báo chính GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky đã gọi tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine khó khăn như những ngày đầu tiên của chiến dịch đặc biệt, đồng thời nói thêm rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Kể từ đầu tháng trước, nhóm quân miền Bắc đã tích cực tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương trong khu vực và đã giải phóng một số khu định cư. Vào cuối tháng 5, các chiến binh đã chiếm làng Ivanovka. Theo ghi nhận của người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov, khoảng 300.000 km2 khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh quân đội Nga kiểm soát phía Tây và phía Bắc. Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận các đơn vị Ukraine trong khu vực này phải di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, tức là rút lui. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!